Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh channel bên đây Nhật Đức nha. Hôm nay thì mình đã review tận cảnh cho các bác một sản phẩm, đó chính là cái lắp bình dầu của Isuzu QKR 270, QKR 230, QKR. Đấy, cái dòng này thì mình bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà vấn đề là nhiều anh em hỏi mình là cho xem thực tế cái lắp bình dầu nó như thế nào và chất liệu ra sao, vì trên thị trường có rất nhiều loại. Trên thị trường thì nói thật các bác là cái lắp bình dầu này nó có đến tầm 4-5 loại cơ, 4-5 loại. Nhưng mà vấn đề là cái này là hàng xịn nhất, chất lượng nhất, gần như là 1.1 so với cái hàng xịn xe. Thứ nhất, tại sao mình dám khẳng định như vậy? Thứ nhất là nó là bằng chất liệu bằng sắt các bác nhá, bằng gang này, cầm rất là nặng luôn này, nó bằng gang các bác nhá, bằng gang đấy, nó làm dày dặn chắc chắn luôn. Mà cái mã này nhập là đúng của Isuzu luôn. Chứ còn trên thị trường ấy cũng có lắp bình dầu như thế này các bác nhá, cũng có lắp bình dầu như thế này, nhưng mà mã nhập theo kiểu dạng của xe tàu ấy, vì xe tàu, một số xe tàu về Việt Nam mình thì nó cũng trùng cái mã này, trùng cái lắp bình dầu này đấy. Thế nên thành ra là một số anh em hay bị khá như hỏi mình giá thôi. Em ơi, lắp bình dầu Isuzu QKR 270 bao nhiêu tiền, hoặc 230 bao nhiêu tiền đấy. Nhưng mà anh em lại không biết được cái chất liệu của nó, thì hôm nay mình làm cái video này để gọi là nói sơ qua về cái lắp bình dầu cho các bác biết thôi. Thứ nhất là cái bình dầu này, lắp bình dầu này nó là của Isuzu, mã theo đúng Isuzu luôn. Chất liệu của nó thì là sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đấy, nhưng mà hàng đúng hàng nhà máy làm luôn, các bác nhìn này. Nó còn dập cả chữ đây luôn này. Đó, các bác nhìn này. Đấy, mình zoom cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Nó dập cả mã thân luôn này. Đấy, cộng với thứ hai là nó bằng sắt các bác nhá. Nó bằng sắt, nó bằng chất liệu gang giống như kiểu lắp zin ấy. Tất nhiên là lắp zin của các bác thì nó là màu ghi xám. Nó là màu chì, nhưng mà cái lắp bên hãng bên kia họ làm thì là sơn màu đen rồi. Thì không hiểu tại sao sơn màu đen thì mình không rõ, nhưng mà nó là bằng chất liệu bằng gang, không bằng nhựa đấy. Cộng với hai cái chìa nó khác hoàn toàn các bác nhá, chìa nó rất là dày luôn, dày dặn chắc chắn luôn, dặn chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, đây khi các bác mở ra bên trong đây thì cái khóa của nó sẽ như này, khóa của nó sẽ là màu trắng các bác nhá. Đó, cái nò xo cái thứ này nó cũng có cao su rất đàng hoàng này, rất chắc chắn luôn, chứ không phải như cái lắp rẻ tiền mà nó không có gì cả. Đấy, chất liệu làm rất chắc chắn, dày dặn luôn, và đảm bảo lắp này sẽ không bị sóng dầu. Đấy, còn nếu mà anh em mà dùng lâu ngày bị sóng dầu thì mình không đảm bảo được, còn mua mới thì không bị sóng dầu. Đây là cái mình dám khẳng định cho các bạn, vì hàng này hàng chất lượng, hàng đúng nhập theo mã Isuzu. Đấy, anh em nào mà có bị hỏng mất lắp bình dầu này, bị rơi mất lắp này, hoặc bị lấy trộm lắp Isuzu QKR 270, 230 hoặc Isuzu QKR 190 thì nhớ ủng hộ cho mình theo số điện thoại là 09788 23083, 09788 23038 và 0243 861-6426. Nhà mình dùng duy nhất 3 số điện thoại đó để giao dịch với anh em trên toàn hệ thống và giao dịch với anh em trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn xem video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở sản phẩm tiếp theo.